Du. Chào cả nhà thân yêu, hôm nay đến hồ Kênh Hạ nha. Để sơ đồ bây giờ mình đang lên đó. Để không biết lên nổi không nữa. Đây lên đó đuối ạ. Ok, tới đó sẽ quay cho cả nhà cảnh xem cảnh hồ Kênh Hạ nha. Rồi đình bảo mình đâu có tôi, chúc nhau sáng thật vui. À Du, khu du lịch Trầm Trứng 100F. Cảnh đẹp quá nha ha. Này cảnh đẹp thiên nhiên luôn nha. Nhà có người lùng đó, nhà thỏ đây. Đây là hồ. Dưới đó là lều trại, người ta cắm núi hai bên. Cảnh rất yên bình đó cả nhà. Đến đây tham quan hồ. Hồ Kênh Hạ. Quá trời tim, vườn tuổi thơ.